Anh Long đúng không ạ? Đúng rồi, anh Long. Dạ anh Long. Và em xin thưa với anh Thuận là sau khi em chia sẻ câu chuyện của anh Thuận lên thì em thấy anh Long có báo đến cho em là anh Long là con của nghệ sĩ Bạch Huệ. À, phải không anh Long ha? À, thì nếu mà trùng huyết thống đó thì là giữa anh Long với anh Thuận đây là anh em trai. À, anh em trai của nhau. Thì trước tiên là em cảm ơn cái sự lên tiếng của anh Long để rồi nếu mà trúng thì anh Thuận cũng có cái cơ hội để tìm về cái cội nguồn. Dạ. Và em cũng xin tóm tắt lại cái câu chuyện của anh Thuận chia sẻ hôm trước á, thì là anh Thuận là nghi ngờ là sinh năm 1970 và khi mà đang sống với gia đình á, thì là dường như là không giống ai trong gia đình và thậm chí nữa là cái cách đối xử thì dường như nghe anh Thuận chia sẻ hôm trước thì ảnh cũng biết được rằng là ảnh là không phải cùng mẹ với các anh chị đó và nghe hàng xóm cũng như là qua cái sự tìm hiểu thì anh Thuận nói là có nhiều người nói rằng là anh Thuận là con của nghệ sĩ Bạch Huệ và trước đó đó thì là nghệ sĩ Bạch Huệ là rất lo đi diễn chỗ này chỗ kia nên là đã gửi em bé cho một gia đình nào đó rồi sau đó là người cha nuôi đem về nuôi và cũng đang nghi ngờ cha nuôi chính là cha ruột nhưng mà người mẹ thì là nghệ sĩ Bạch Huệ thì nghe nói vậy cái hoàn cảnh có phải vậy không anh Thuận? Đúng À, dạ rồi vậy thưa thưa anh Long là bên anh thì có trùng khớp như thế nào anh có thể cho anh Thuận biết được không ạ? bên em á là em hồi đó có bà mẹ kia kể bà mẹ có hai anh em tên Thuận đó, Ủa? tại vì bà già còn sống đó, Vậy bà sao? cũng rồi còn sống và bà vú nuôi nữa, em cũng nghe nói em không biết kiếm đâu ra cho nên sao biết sao anh biết hay em biết không, tại vì cái clip này anh Thuận anh nói chuyện anh đó Dạ. là lên Facebook là có bà chị kia là bả là bả quen em mà đó, giờ bà coi bà mới thấy bà nói bà gửi cho em kia bà gửi cho coi là phải cái này coi ông mày phải là anh mày không, sao giống tại là ổng đang kiếm mẹ mày có gì được chừng đó luôn, em mới coi em mới biết. À trời ơi, vậy là có nghĩa là trước anh đã nghe mẹ kể cho anh là có một người anh tên Thuận luôn. Đúng. Trời ơi. Vậy à. Bà có nói là anh mày á là biết cuộc sống chết tao không biết nữa, mà tao thấy hồi lúc mà vú được hai thằng bà gỡ bắt bắt điện thoại còn ở lại đó vậy á, Dạ, anh xem Thuận ơi, anh bớt xúc động anh Thuận rồi anh cần hỏi điều gì về mẹ thì anh cứ hỏi anh Long. Rồi anh Long biết gì thì anh sẽ chia sẻ cho anh biết. anh Dạ. biết anh thật Dạ, trời ơi, phải vậy thì hai anh em có cơ hội gặp được nhau thì cũng đúng là đủ duyên anh ạ. À. Rồi cho anh em nghe mẹ hỏi, kể nghe mẹ kể dạ, rồi mẹ có kể gì thêm về cái hoàn cảnh có tìm anh Thuận hay là này kia gì đó, anh có nghe kể gì thêm không? không nghe lúc mẹ đi mẹ đi mẹ bệnh rồi mẹ ở trong hội dưỡng lão ở quận 8 cô qua bến thăm mẹ một lần, sau mẹ chết người ta báo về. Không mà nhìn về cái ngoại hình á, giữa anh Long với anh Thuận cũng có nhiều nét giống nhau lắm anh ạ. À. Hy vọng là đúng anh em á. Em nghĩ vậy á, Dạ. vậy anh từng anh nói tên từng anh nói tên ông ngoại ra là biết rồi, nếu ông nếu không có tên ngoại là không phải ông ngoại là anh là ông Sắc Tửng là dân trai đần. Hồi lâu em nghe là anh Thận anh kể là Bạch Huệ em cũng nghi rồi sao em mới hỏi vợ em coi ổng có nói tên là ông ngoại là Sắc Tửng, là nếu Sắc Tửng đúng là ông ngoại ruột là ba của mẹ mẹ Huệ á. Dạ. Rồi anh em nói chuyện với nhau đi, rồi anh Thuận muốn hỏi gì anh Long thì anh Thuận hỏi.
Để cho anh xin anh hỏi anh tên Long sinh năm mấy vậy anh? Em nhỏ anh rồi, em sinh 76. Tại vì thế biết đó là hồi xưa là mẹ bà gỡ anh đó là ở ngay chơi mà mấy vú ở gần khu bệnh viện Sài Gòn mình á. Ở đường bà ở đường Nguyễn biết bà gửi mấy người biết mà bà trước khi anh đỡ ở bà vú này là bà vú ở Nguyễn Chiểu quận 3 đúng không? Thì anh không biết nhưng mà hồi xưa là anh biết là mẹ bà cũng ở gần gần cái động bệnh viện Sài Gòn, ở đó gần cái chỗ chợ cũ nó có cái đường gầy xe lửa À vậy hả. hả? Mà em có nghe mẹ kể gì mà hồi xưa mẹ có gửi cho bà mấy vú mà đưa cho cái một tên mà ông Trần Na không? Không, không nghe nói. Hồi xưa là ông Trần Na là quen với mẹ. À, nghĩa là Hồi xưa ổng cũng có chức quyền lắm á, ổng có chức quyền ở đó lắm. em không nghe nói. Thì nhỏ năm 4 tuổi anh nhớ là anh có đưa một người em trai nằm ở trên cái võng và má vú bắt anh phải đưa em đó. Anh cái đó anh không biết cái đó là em ruột hay là em như thế nào mình không biết. Má vú bắt đưa em năm đó là anh cũng được 4 tuổi rồi đó. Thì thời gian đó là anh không biết giữa sao anh nhớ là anh có gặp mẹ một lần, tại lúc đó mẹ ở có một mình mẹ thôi. Đúng, đúng rồi. Mẹ ở đúng có một mình mẹ, là mẹ xong cái qua ở với mẹ được một ngày rồi từ đó là mất tích luôn, tới giờ luôn mất tích luôn. Đó là hồi xưa anh hiện tại giờ là anh nếu mà tính trên giấy khai sinh anh họ Quỳnh Ai gì có gì anh là anh họ mẹ. đó, anh họ Quỳnh, anh họ Quỳnh là Quỳnh Quang Anh Thuận. là họ mẹ, còn em mình là Đúng rồi họ đúng rồi đúng rồi, anh họ mẹ đúng đó, anh họ mẹ em là trên giấy khai Lê sinh đó là anh họ mẹ. Mà trong hai cái bệnh viện thì anh không có nhớ bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện Trà Vũ, tại vì giấy khai sinh anh mới bị mất, anh bị ăn trộm lấy mất thì mẹ giấy tờ rồi. đúng rồi. Thì nói chung ra là hồi xưa á, trước khi á, là người ông Na này dắt về đó thì ổng cũng có một đời vợ, ổng gần một chục đứa con lận, ổng có một chục chục đứa con lận, con gái lớn của ổng mà nó cũng ngang ngang tuổi với mẹ đó, gần gần Tên bằng gì? tuổi với mẹ mình đó hả. Tên gì? Cái người con gái lớn của ổng à, người con gái lớn ổng mà tên là Trần Thị Hồng Mai. Đó là em không biết. Đó là Trần Thị Hồng Mai, đó là con gái lớn của ổng. Nhưng là hồi xưa là ổng Na này á, dắt anh về á, là nói chung ra là ổng cứ cứ ổng đi nơi nào đám tiệc nào mà ổng cũng đều giới thiệu á, anh là con của bà Bạch Huệ cải lương đó. Là ổng cứ đâu ổng về bên nhà của bà má lớn thì ổng cũng nói vậy, ổng nói là tôi xin được đứa con của bà Bạch Huệ cái lương cho em về cho bà nuôi đó. Đó là anh chứ là anh biết cái lời của cha nói vậy thôi. Là ngoài ra không có gì sao được đâu, khoảng chừng mấy tháng vậy đó là cha dắt anh đi về dưới quê, về dưới xã Thị Gòn dưới đó. Công không? Đó, dắt anh đi về dưới đó ở, ở một thời gian ở đến về dưới thì kết trong ra là đi đám tiệc nào ba cũng giới thiệu đó, con của Bạch Huệ cải lương á, của Bạch Huệ ca hát cải lương ở Gánh Hát Sài Gòn 2 đó. Là cha nói cái lời của cha nói vậy thôi. Đến cái năm mà khoảng chừng 78 79 thì vô tình đó là khi là anh lục được trong cái bóp của cha là có một cái tấm ảnh, tấm ảnh cha nó là anh đưa lên luôn đó, đó anh lấy cái tấm ảnh đó là cái thời gian đó là cái năm 2013 anh cũng có ấy, cái năm 2012 2011 á anh cũng có tính định đi tìm mẹ, anh có định tìm mẹ rồi tự vì mình khổ quá không có tiền, không cứ lên cái chương trình nào nó cũng đòi đóng tiền này kia hết trơn á.
Đông ca không có tiền, nghèo quá không biết tới tiền đâu đi tìm mẹ. Thì vô tình thứ sau cái năm 2014, cuối năm 2013 đầu 2014 thì anh mới xài được cái điện thoại cảm ứng. Thì anh cũng nghe kể thì vậy vậy đó, thì anh cũng bắt chước anh vô Google kiếm, vô Google kiếm thì sao nó ra được cái tên của mẹ nằm trong đó. Thì anh mới anh lấy cái tấm ảnh đó anh so lại, thì so lại sao hai tấm ảnh hai người không biết có cùng người với nhau không mà sao lại giống quá, nhưng mà lại cũng cũng cùng họ luôn nữa đó. Thì anh mới tìm qua cái khu dưỡng lão, thì qua khu dưỡng lão thì bên dưỡng lão thì nó mẹ chết rồi Rồi. đó. Chết Thì anh mới có đi lên tới rồi. qua bên khu ca sĩ, bên nhà chùa ca sĩ á, thì bên bển nó cho anh một cái tấm ảnh, kêu anh nó cho anh cái địa chỉ, kêu anh lên qua quay viên Bình Dương đó, quay bên Bình Dương coi có cụ cốt của mẹ còn chảnh không. Không. Thì anh lên chảnh thì cũng có nghe kể là Em có về một rồi. người con trai lấy hũ cốt đem về rồi. Tại em biết À, chuyện nhưng mà anh xin cái địa chỉ thì họ ta lục kiếm hoài không được, ta nói lâu quá kiếm được không được cái địa chỉ đó. À, tới giờ ở đầu anh đăng lên Trấn Quỷ để anh tìm, thì anh lên Trấn Quỷ thì cái đụng anh lăn mới lên thì Trấn Quỷ giờ kêu anh kết nối, bữa nay ngày mai anh bị mất mẹ cái điện thoại, kìa, anh mất liên lạc luôn, cái gì ạ? mất liên lạc luôn. Sau đó đầu anh mới lên Phú Quốc đăng ký lần nữa, lên Phú Quốc đăng ký lần nữa thì lại là bị lừa đảo, cái kia đóng tiền mạng nó mới cho gặp, còn đóng tiền mạng nó không cho gặp. Thì thôi anh cũng nó gọi điện lại kêu đóng tiền hoài anh không gọi, anh không đóng rồi anh không gặp luôn, tắt luôn. Rồi đầu anh có xuống đến cái chương trình kết nối yêu thương ở dưới quận tư, anh cũng có tìm dưới nữa, có dưới kết nối dưới lần nữa mà cũng không thấy trả lời luôn nữa. Thế sau này đầu anh mới mua lại được cái điện thoại khác, anh mới kết nối lại, sau vừa kết nối lên cái Trấn Quỷ bắt máy luôn đó, vô tình kết nối cái Trấn Quỷ bắt máy liền luôn, gặp một mừng chết luôn đó. Thì ở đầu anh mới Trấn Quỷ nó mới anh mới hẹn Trấn Quỷ, anh mới gặp Trấn Quỷ định mới trò chuyện. Dạ, số điện thoại có giờ có loại chưa? Số điện thoại anh số điện thoại đầy đủ, nó có vẫn là hoàn chỉnh, đúng số điện thoại cũ của anh đó, giờ không có mất, chỉ mất đi rồi làm lại thôi. Rồi, lát cho em số điện thoại đi rồi anh em cầm mặt. À, Anh giờ ở em đang ở đâu vậy? khu vực một khúc nào? À, anh ở gần dòng xe em Phú mà. Không được, em muốn ở ở hồ Lá Hiêu nè. Em định À, chạy Lấy đây Thiêu luôn. à. Vậy là cũng gần mà, Lấy Thiêu gần đó mà. Ở đường Nguyễn Tiết á, Đường Nguyễn Chiết hả? Nguyễn Tiết, Rồi Nguyễn rồi, Tiết. để xong đi rồi, để xong anh em mình đi rồi, có gì anh em mình kết nối qua Zalo gỡ cái gì qua rồi anh em mình gặp nhau rồi mình nói chuyện cũng được. Để nó thuận tiện dễ hơn. Ừ. Ba ba của em á cũng gửi cũng dắt về bên bà bên bên quận tư bển đó, quận tư cũng bà cậu bà cũng cũng gọi là bà lớn, bà đó cũng quê mấy À. em, mười mấy anh em á cũng qua cũng À. vào qua cũng cũng đi vào bển được mấy lần rồi. Bà đó bây giờ không có thấy vậy á, không có giấy tờ, ông mới nhập vào khẩu bên bển rồi, nhập Rồi khẩu đúng bên rồi, bởi vì hồi xưa á, là ông già dắt về á, là anh ở ngay chỗ Vĩnh Phà Thủ Thiêm mình á. à. Đó đó, ngay Phà Thủ Thiêm á, vừa qua phà cái ngay chân ngay chỗ đầu súng thang ngay Vĩnh Phà đó. Rồi Đó, đó là xưa là đối diện ông Trận Đạo luôn á. Đó. Đó là ba dắt về đó nuôi á. rồi em ở trên nữa, em ở ở đường Nguyễn Khoái á, À, biết quận tư anh cũng biết nhiều đường lắm. Nguyễn Khoái, nhưng mà em ở giờ bữa định em về này về nhà vú em ở đó. À. À, bây giờ ông cũng chết rồi, ông bà chết chân rồi, À. giờ chỉ còn bà vú của anh thôi, bà vú của em à. Bây giờ cho anh hỏi cái gì, cái hũ cốt của má là ai giữ vậy em? Bà nở dữ
À, bà nói con bà có bạn đó, nhỏ nữa hả? bà nói hỏi giờ bà tụi nói chung là chị em quá trời không biết ai 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 đụng đụng cái bà nói chị hai mày á, lúc đó bữa anh nghe bữa anh kể là cái vụ mà có bà ở trên Ninh này, bà lấy bà lớn bác em có gặp bà lần rồi, bà bán thuê ở quận ba cho này, bà vẫn trọng bà qua trên Ninh bà ở nhà nó bán nhà làm bánh tráng anh nói đó. À, Đó, bà nói tại tôi vì vậy đó, cái nhà tôi làm bánh tráng hồi xưa là anh à, không phải biết quả ở là nhà ngoại không? không phải nhà ngoại là ở gốc là ở thành phố Cần Thơ. À, à, thì à, xưa anh nhớ là anh có về một chỗ là một cái nhà sàn đó, hồi nhỏ có năm ba tuổi mấy đó, là anh có bị đưa một người về, đưa một người đưa anh về đó đó, đưa về đó vì anh nói là anh ở đó là cái nhà sàn, à, hồi xưa cái nhà sàn nó bự lắm mà có một cái hình cha, cái truyền hình trắng đen đó, có một cái truyền hình trắng đen thì cái cô đó anh không nhớ được cái tên của cô đó, chứ mà cái cô anh tính là cái cô đó cũng ngang ngang tuổi với mẹ đó, gần ngang tuổi đó chứ không phải nhảy đâu, thì cô đó là nói một câu vậy nè là đừng có khóc nữa, để kìa ngồi coi đi mẹ chuẩn bị lên ca kìa, cô Bạch Huệ lên ca kìa đó kìa, bà Bạch Huệ lên ca kìa đó, anh còn nhớ được mãi mãi cái trong ký ức anh tới giờ đó. Chừng bà đó là bà đó chừng bà đó bà là cậu bà là mợ ba đó, vợ Chắc của cậu thấy ba anh nghĩ vậy quá, vậy đó. chắc mợ con vợ của cậu ba Quỳnh Anh Ba mời mà có của mình anh đó là, đấy. tại vì anh cũng có nghe người cha ông người cha bên đây có kể là ông ngoại á, ông ngoại mày tên cái gì, cái gì Tẩn Tẩn á, Cáo còn bà ngoại á, là cái gì Yến á đó, tận không còn nghe không cậu cậu á, cậu á là Quỳnh Anh cậu ba đó. là nhạc sĩ Quỳnh Anh, Nè đúng rồi, còn cậu hai là ông nhà nhà gì á, nhà nhà cũng 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 nhà cũng nhà văn gì á, dạ hai ông mới đi qua Mỹ rồi. bà xưa là ông Úc Ôn là cái gì của mình Ông không lại gì của mình hết trơn á. à, tại vì cũng có hồi xưa cũng có nhớ nhớ cũng có ai kể là Úc Trợ Ôn cũng là quen biết ở bên ngoại mày mà không biết cái gì của bên ngoại đó. Không phải quen biết, bởi vì người ta đi đi coi hát chung, tôi thấy mẹ mình nó mới làm bạn với nhau thôi. Cũng như ca sĩ thì gặp nhau chuyện thôi, không phải gì không phải là gì chứ, bạn bè đồng nghiệp thôi. Đúng không? Em nói đúng vậy đó. Cũng có nghe kể mà đến cái ông Úc Trộn mà không biết cái gì là của là phải phải nhà, phải nhà của với ổ của ngoại là ở bên Cần Thơ, phải Thành phố cái gì xã xã cái khế gì đúng không? nghe thành phố Cần Thơ luôn, giờ lên phố rồi, À, hồi xưa là đúng là nó là cái khế, xã cái khế lên phố Cần Thơ rồi. Ở trước á. có ở lúc má chết đó, cậu ba có đi đến ma, À, cậu ba vậy là cậu ba có lên đây đó mà. đi lên lên đến ma nè, lên lên đến ma má rồi xong cậu ba chỉ cho chỉ địa chỉ cho em chú dưới nhà Cần Thơ, xuống Cần Thơ một lần rồi giờ không nhớ được thôi. À, vậy là cậu ba giờ ổng muốn còn sống ha. Giờ không biết chết sống chứ, chắc em đi cũng chết rồi, già nghĩ rồi, má chết mười mấy Đúng mười rồi, bảy sáu mấy nếu năm là năm rồi ổng còn thì năm nay là ổng cũng chín mấy ngoài rồi, không tới đâu. chín mấy, tại vì má năm nay là má 91 rồi. Biết vậy đó. Má sinh năm 1933 thì anh của má thì cũng phải là 92 91 33 hoặc 32 31 đó, thì đó cũng dạo là chín mấy rồi. Thì anh thấy thì cũng hai cái má hai anh em mình cũng cũng cao cao với nhau đó, mũi cũng mũi to
Trán cũng trắng to đó. Nhưng có cái là em chỉ là khác họ anh ơi. Anh họ Quỳnh, anh họ Quỳnh là anh lấy họ của mẹ, còn em lấy họ cha. Bên Long đang mưa hả? Mưa đây chỉ mưa thôi, ở Dạ đây cũng đang chuyển. dạ và theo 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 anh Thuận thì anh Thuận thấy sao? Anh Thuận thấy sao, có khả thi là em của anh không? Nói chung ra thì anh thấy thì nó cũng được 70%, được cũng 70% đó. Nghe anh kể thì cũng 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 có giống, cũng là cái trạng gửi cho mấy vốn cũng có. Nhưng mà Và có cái là em trai nói là hồi xưa gỡ quận 3 thì không phải thôi, anh ở quận nhất. và ngày xưa anh đã được đưa em ở trên giọng đó, anh đưa em trên giọng, có thể là đưa anh Long đây không, có thể là anh Long nằm trên À, giọng em không biết là sơ Long chậm biết đi không? anh Long Thế không hồi nghe xưa anh đưa có người em mà chậm biết đi lắm. anh Long. Anh Long có chậm biết đi không hay là bình thường? Ở đó họ có hơi chậm đi. Chậm đi thôi. Đó. Chậm đi. Thì hồi xưa anh cũng có đưa Ở một người đó. em trai mà chậm biết đi lắm, phải đi châm cứu. Đó em bị làm kinh dữ lắm. Bà chú bỏ đi ẩm đi chích hoài luôn. Bệnh À kinh đúng lắm. rồi, vậy là Bệnh kinh đó. vậy là chắc là anh Long đó, chắc là cái em mà nằm trên giọng chắc là anh Long á. anh cũng Vậy cái nghĩ em mà vậy. nằm trên giọng đó chắc là anh Long. Tại vì nhỏ quá ai không nhớ. Đúng rồi, hồi đó em trai còn nhỏ lắm. Dạ. Lúc bà vú ẩm ẩm vú lúc con gỡ bà vú mất mới được tuổi à. Đúng rồi, khoảng chừng tủ máy đồ lại máy dấu còn bắt đưa kêu đứa em đi nữa, thằng cần phải đi chăm cứu. Vậy anh Long có được sống với mẹ nhiều không? Có được mẹ chăm sóc rồi ở được gần mẹ nhiều không? Sao sao vậy? Anh Long có được ở gần mẹ nhiều không? Có được cái sự chăm sóc và mẹ có ở gần anh nhiều không? Không, cũng như anh Thuận thôi. Vậy hả? Nhưng mà em được là được em nhờ được em ở gần chú mà ở gần em có ở bên mấy học khẩu vùng quận tư của anh đó. Ba phải lúc ba ba làm cái hộ khẩu bên 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 bà lớn nữa rồi. Vậy thì chắc là đúng rồi đó, bởi vì là anh em cùng hoàn cảnh với nhau, mẹ thì đi diễn này đây mai đó, mẹ đi diễn này đây mai đó, nên là sinh ra đứa đứa trước cũng vậy, sinh ra anh Thuận cũng vậy, mà sinh ra anh Long cũng vậy, với mẹ đi diễn rồi con ở với người này người kia vậy thôi, chứ cái hoàn cảnh thì giống nhau đó. Cái nghề nghiệp ở đó ai 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 dám bỏ được, như bỏ bỏ con sao có nghề nghiệp theo cuộc nghề theo nghề nghiệp ai chứ, anh không không có chắc, anh không không có chắc bỏ đâu tại cuộc sống mà. Dạ. Rồi bây giờ hai anh em lấy số điện thoại, lấy Zalo của nhau và liên hệ với nhau. Để nói Dạ. cái này để Để Tú chiến Mỹ một số có gì không? để nữa anh gửi số điện thoại của anh á, rồi em gửi cho Long giùm anh nha. Dạ. Rồi anh Rồi em. có gì để anh Long anh với anh Dạ. Long gặp nhau rồi lúc đó anh em mình sẽ kết nối gặp nhau lại nói Dạ. chuyện lần nữa nha. Dạ. Trước mắt là anh cũng cảm ơn trên cộng đồng mạng rất là nhiều, Dạ, cho cảm anh ơn gửi Mỹ lời lại nha. thông báo cộng đồng Cảm mạng ơn nhiều Mỹ lắm. nha. Ở kia Nếu mà anh thật đồng sự phố là như nha. vậy đó, là anh em ruột gặp nhau vậy là anh mừng lắm anh thật. Thì Dạ. anh sống đó giờ anh sống ở đầu đường xó chợ, anh chả có ai là người thân hết trơn ấy. Giờ gặp được người em trai là anh mừng lắm. Anh Chứ đồng gần số mẹ em. không còn, mẹ không còn nhưng cũng còn được người em thì anh Dạ. cũng mừng Cũng ấm áp một phần nào. Có người thân lắm. bên cạnh. Đúng rồi, Có người thân chứ bên cạnh ở thì rồi hơn rồi sống không có ai hết. dạ để đọc số cho anh ghi ra rồi Có gì anh để anh gửi số bên Trấn Quỷ, rồi có gì Trấn Quỷ nó gửi qua cho em
Rồi em kết em bạn nhắn qua Zalo cho với anh. Rồi, em nhắn qua rồi, cho, bây giờ mưa ồn lắm đọc không nghe đâu. Dạ, xin rồi, chào hai anh nha. Cảm ơn. Rồi, dạ. Rồi. Hai anh nên đi xét nghiệm ADN á, nên xét nghiệm. Dạ. Có gì là anh báo trưởng quỹ sao? Dạ dạ, ok, bye bye anh. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ.